Quá nhiều anh em luôn, quá nhiều anh em đoán luôn 1K2, 1K3. Rồi, bắt đầu 10 giờ là mini game anh em ạ. Mini game gọi là đoán số tiền em thu họ được trong ngày hôm nay. Đấy, 10:05 em sẽ dừng kết quả xổ số ngày hôm nay để em bắt đầu mở bát nha anh em. Anh em vào việc đi anh em ơi. Ai ấy vào việc đi. Và sau khi mà mini game xong em sẽ oánh bot anh em nhá. Mini game sẽ bem bot, xong mini game sẽ bem bot. Ôi quá nhiều anh em nhỉ, nhiều anh em đừng 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 chốt hai lần nhá. Chốt hai lần là lú đấy. Mà chốt hai lần. Đây, tình trạng này rất nhiều anh em trúng này, thề dễ trúng lắm. Nhìn cái số, em nhìn cái số em thấy nghi nghi rồi. Nhiều cái số dễ trúng lắm. 10:03 là còn 2 phút thôi anh em thôi. Anh em đừng comment nhiều, trôi em khó đọc lắm á. Trôi tin nhắn thì chất chơi người rơi luôn á. Ôi, 1.200 à. Rồi, được chưa? 10:03 vẫn là 10:03 anh em ạ. Tạo 100 cờ lôn vào đán. Lú đấy. Em ngồi tí em lọc các mod tí nữa. Các anh nào có cờ lê thì tí nữa hỗ trợ em nữa nhá. Kiểu này OLED bay mất nửa gia tài á. Bay làm sao được, em chỉ mất có 50k thôi mà. Bay làm sao được. Em chỉ mất 50k thôi mà. Ai đán gần nhất thì người đó được hưởng chứ. Chứ làm sao em ai cũng mất cơ mà toang. Mỗi ngày làm một cái mini game nhỏ nhỏ này cho vui anh em nhỉ, hợp lý đúng không? 10:04 rồi anh em, 10:04 rồi. Khi nào mà xong một phát em sẽ ghi một nốt gạch tiếp. Một nốt gạch tiếp là chốt nha, chốt số nha, chốt số nha anh em. Một nốt gạch tiếp là chốt số là hợp lý anh em ạ. Một nốt gạch nữa là chốt số. 1268 17980. Ồ. Có khi 980 là dễ trúng anh Tư Minh ạ. Nhiều anh em quá em đọc không hết à. 10:05 chưa? Lâu quá nhỉ. Lâu quá nhỉ. 2K2 vạn à? 1.700 à, hơi khó đó, 1.700 thì hơi khó đấy anh ạ. 1.700 thì hơi khó. Mười giờ linh năm rồi nha, 10:05 này em dừng này, em chốt sổ này. Chốt sổ này, chốt sổ này, chốt nhá, chốt nhá. Chốt. Ok, tất cả anh em nha, bắt đầu nha, bắt đầu mở bát nha anh em. Bắt đầu mở bát này, ạc đầu tiên nha. Bắt đầu ạc đầu tiên này. Rồi, bắt đầu em đi thu họ ạc đầu tiên có gì không? Ạc đầu tiên nha, bao nhiêu em cũng thu nha. Bao nhiêu em cũng thu anh em ạ. Với cái trường hợp này là à từ từ em sẽ cất cái một vạn trong người đi nhá. Cho nó không bị trùng. Rồi. Còn đi thu họ thì bao nhiêu em cũng thu. Chỉ để lại đúng một vạn thôi, Ặc đầu tiên được 5 vạn rồi anh em ạ. Ặc đầu tiên được có 5 vạn thôi. Rồi, tiếp tục. Đến ặc thứ hai. Thời gian lốc ra mất khoảng 10 phút anh em ạ. Ặc thứ hai được 5 vạn tiếp. Trời ơi, bán giá tẩu nó nghèo. Ặc thứ hai được 5 vạn tiếp, bán giá tẩu nó nghèo thực sự ạ. Em chốt rồi anh em ơi. Anh em ơi, em chốt rồi nha. Em chốt rồi anh em ơi. Rồi, ặc mấy cái ặc giá tẩu này nó nghèo, nó phèn thực sự anh em ạ. Đến ặc thứ hai. Đến ặc thứ hai anh em ạ. Ặc thứ hai có nhiều nha, Ặc thứ hai có 50 vạn anh em à. Ặc thứ hai có 50 vạn. Được nha. Ặc thứ hai được 50 vạn. Đến ặc thứ ba. Ặc thứ ba không biết được gì không, khả năng nhiều con họ nó nợ nần lắm anh em ạ. Ặc thứ ba không được tiền nha, ặc thứ ba không bán được gì nha. Đến ặc thứ tư. Công khai tài chính luôn. Ặc thứ tư được 5 vạn thôi anh em ạ. 5 vạn cũng lấy. Em bảo rồi bao nhiêu cũng lấy. Bình thường nó 5-10 vạn em không lấy đâu. Nhưng mà làm even là phải lấy.
lấy hết. Ạc thứ tư đúng không? Em hơi bị loạn tí ấy. Ạc đến thứ ạc thứ năm mà. Ạc thứ năm được cái gì không? Ạc thứ năm được 11. 11 vạn thì em sẽ lấy 10 vạn nha. Em chỉ để lại 1 vạn cho nó đặt đít thôi anh em ạ. Anh em bình tĩnh, anh em bình tĩnh. Đâu sẽ có đó thì đó sẽ có lá chanh. Anh em đang có vẻ đang rất hồi hộp để xem được bao nhiêu đúng không? Đến ạc số 6. Ạc số 6 được 20 vạn anh em ạ. Thế là mới được có 100 vạn rồi. Hơi căng, hơi căng. Hơi căng. Đến ạc thứ 7. Ạc thứ 7 không bán được gì nha. Ạc thứ 7 nợ anh em ạ. Đến ạc thứ 8. Ạc thứ 8 cũng không bán được gì nha. Đến ạc thứ 9 nhiều con nợ thế. Em chốt rồi nha. Anh em đừng đoán nữa. Em chốt rồi. Ạc thứ 9 cũng móm nha. Ạc thứ 10. Đồ ngon là không bán được anh em à. Hết đồ ngon rồi. Ạc thứ 10 cũng không bán được. Ơ, đỉnh mẹ hôm nay thất thu thế nhở. Đến ạc thứ 11. Chết à. Móm anh em à. Không biết được nổi 1k không á. Ạc thứ 11 cũng không bán được luôn. Chết rồi. Chết rồi anh em à. Kéo màn hình ạc shop cho người ta xem coi bán được bao nhiêu không á. À ok anh em. Nhưng mà kiểu nó hay bị đít đấy anh em. Nó hay bị đít đó. Rồi. Ạc số 12 không bán được nha. Ạc số 12 không bán được nha. 2 vạn này không bán nha. Ạc số 13 cũng không bán được nha. 1 vạn này. Chết rồi anh em ạ. Tình hình này toang. Ạc số 14. Ạc số 14 cũng không bán được nha. Địt mẹ, tình hình này toang anh em ạ. Toang. Ạc số 15. Ôi, ạc số 15 này. Ạc số 15 giàu nha. Thằng này làm được việc này. Thằng này tăng lương cho nó này anh em ơi. Đấu nhí. Được nha, thằng này được này, thằng này được này. Em sẽ chuyển 220 vạn để lại nó cho 4 vạn nha. Đừng cho xem lúc đăng nhập tụi nó dò được, không sợ anh em ơi. Không dò được của em đâu. Mỗi ạc em để một mật khẩu khác nhau mà anh em. Dò làm sao được của em anh em. Đấy, ạc này là ạc này 59 vạn nha anh em. À, anh em biết là đến quyền mà nó vào ạc của em mà nó còn ok kìa. Đến quyền vào ạc của em mà bảo là sao mỗi ạc của bạn mà lại một mật khẩu khác nhau à. Mẹ sao nhớ được 40 ạc vậy. Thế thì mẹ là lú luôn. Quyền lú luôn. Rồi. Ạc vừa rồi là ạc bao nhiêu? Ạc 16 đúng không? Đến ạc 17. Ạc 17 không bán được nha, 3 vạn này, không bán được cái gì cả. Ạc 18 này. Ạc 18 không bán được nha. Ạc 19 này. Ạc 19 bán được nha, ạc 19 có 90 vạn nha. Có 90 vạn thì anh em biết em sẽ lấy bao nhiêu không? Em sẽ lấy 88 vạn. Để lại nó 2 vạn anh em ạ.
sẽ là 20 anh em ơi. Đặt 20 không bán được nha, có 2 vạn này. Đặt 21 này. Đặt 21 bán được 38 vạn, em sẽ lấy 35 vạn nha. Ngon 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 ngon. Đến là 22. Hơi vất anh em thông cảm. À 22 10 vạn nha, 10 vạn cũng lấy nha, lấy 8 vạn anh em ạ. Một kim được bao nhiêu tiền? Một kim được khoảng 350 vạn đến 360 70 80 anh em ạ. Tầm giá thị trường bây giờ chắc tầm 360. Đến là 23. À 23 được 49 vạn, em sẽ lấy 47 vạn. Em chỉ để lại khoảng tầm 1 đến 2 vạn thôi, tùy theo mức độ. Nhiều anh em mua đồ sao lại cứ đi BM ấy, con bán đồ nhỉ? Ặc này được 33 vạn, em lấy tròn 30 vạn luôn nha. Lấy tròn 30 vạn luôn. Đến là 25. À 25 75 vạn này. Em sẽ lấy 73 vạn nha. Đoán trúng được 1 tỷ anh em à. Hello anh em nha, hello tất cả anh em. Đến là 26 này. Lú thật đấy. Đằng này không bán được cái gì nha anh em. Lộ tài khoản vậy bị hack mật khẩu à? Hack làm sao được mật khẩu của em tự tin mà. Em là người tự tin mà anh em. Em tự tin không bị hack mới đẳng cấp như này anh em. Đằng này 38 vạn này anh em. Em tự tin luôn. Em tự tin em mới dám lên đây nha anh em. Đằng này được 38 vạn. Ai hack được ặc của em xin mời. Ặc này không bán được gì nha, 4 vạn này. Anh em nên nhớ 40 ặc của em đến 50 ặc của em, mỗi ặc một mật khẩu, nó cách nhau một con số. Mật số nó là ngẫu nhiên. Ặc này không bán được gì nha anh em. Ặc 29 rồi. Ôi, ặc này bán được 95 vạn này. Em sẽ lấy 93 vạn. Ồ, LED chuyển màn hình đi không thì hack. Không sợ anh em. Em đã bảo em không sợ rồi. Khổ gì anh em. Hack làm sao được anh em. Ôi, ặc này được nha. Ặc này làm được việc nha. 150 vạn. Anh em không phải lo. Hách ạc bán đồ làm chi vậy? Đến con 32. Con 32 được 40 vạn. Em đưa nó 42 vạn. Đến con 33 anh em ạ. Lú thật đấy. Con 33 8 vạn. Thế bán được cái gì 5 vạn rồi. Chắc là được một cái đồ gì dã tàu.
chuyển đến 5 vạn. Chắc là một cái gì ở góc này, giá tàu này anh em này. Một cái gì lõm lõm ở góc này. Con này 6.000 lượng nha, con này không lột được nha, con này nghèo quá mẹ, con này nợ thuế kinh quá. 35. Con này bán giá tẩu được 30 vạn này. Lột của nó luôn. Lột 30 vạn của con giá tẩu. Con 36 thì được 18 vạn, lột 15 vạn của nó nha. Thêm một ký tự đặc biệt thì khó hack lắm. Mà trong mật khẩu của em nói với anh em là có chữ hoa chữ thường nữa cơ. Được nhé, còn khó nữa thế. Hack hộ. Hack được thì lại giàu. Hack này 13 vạn này anh em ạ, con 37 được 13 vạn. Được nhiều rồi, tí nữa em công khai anh em ạ. 37 vạn, anh em muốn xem thì anh em chỉ xem được một bên thôi. Rồi, 10 vạn. Em phải để lại cho nó ít tiền đặt đít anh em ạ. Đến con 38. Có 38 được 35 vạn. À 38 vạn em sẽ lấy của nó 35 vạn. Đến con 39. Con 39 được 36 vạn em sẽ lấy nó 35 vạn. Thu họ xong mới lệnh bài bot anh em ạ. Đang làm mini game. Xong mini game mới lệnh bài bot nha anh em. Xong mini game mới lệnh bài bot được anh em ạ. Đến con 40 anh em. Con này 48, 48 vạn. Con này 48 vạn em lấy nó 45 vạn nha. Ôi được ít quá anh em ạ. Được khá ít nha anh em. Hôm nay có vẻ lố đấy anh em ạ. Anh em nào đoán ít có khi lại hít nhiệt nhiều ấy anh em. Con 41 nào, con 41 không bán được gì nha, 4 vạn. Đến con 42. Con 42 được 35 vạn này, em sẽ lấy của nó 33 vạn. Đến con 43. Con 43 9 vạn lấy của nó 5 vạn. Đến con 44. À con 44 thì chưa, con 44 thì em đang treo ở đó. Con này thì mới có 2 vạn thôi không ăn thua. Con này được 30 vạn anh em ạ. Lấy của nó 28 vạn. Còn ạc cuối cùng thôi anh em ạ, còn một ạc cuối cùng thôi. Ôi giời ơi, đồ nết nết nết. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Ok, em cảm ơn anh Bum Bum nha. Chúc em sẽ boss được những pháo chóp chóp. À ok.
Ok, em cảm ơn anh Bum Bum nha. Ạc này 26 vạn, em sẽ lấy 25 vạn là hết rồi anh nha anh em. Hết 45 ạc. 46 ạc chứ. Tại vì là ạc thì có nhưng mà đồ thì không có thêm để mà treo anh em. Rồi. Rồi, ok anh em nhá. Đây tổng kết anh em ơi, tổng kết. Tổng kết hôm nay là được 1.237 vạn để em. Bây giờ em sẽ dò nha anh em. Em sẽ dò xem ai là người may mắn nhất nha. Bắt đầu em dò. Bắt đầu em dò này. Ôi bên Facebook có anh Kim Phong đoán là 1.230 vạn rất là sớm này. 1.255 vạn này, anh Nghiêm Hải đoán gần đúng này, nhưng mà chậm hơn rồi. 1.313, vâng, vậy thì là người 1.000, xem có ai đoán đoán chuẩn nhất không? 1.310, 1K340, anh Ngô Nguyễn Thanh Tùng này, anh Ngô Nguyễn Thanh Tùng này. Anh Ngô Nguyễn Thanh Tùng. Anh Ngô Nguyễn Thanh Tùng thì lại sau anh Đinh Thị Lê. Anh Đinh Thị Lê đoán sớm hơn, nhưng mà có ai đoán là 35 không nhỉ? Có ai đoán là 1335 không nhỉ? 1335 là người sẽ là người thành công này. Hiện tại anh Đinh Thị Lê đang là người đoán chuẩn nhất rồi. Đâu em xem nào. Em xem nào. Một bộ ai mà đoán 1335 á. 1K230, 1K230 thì hơi đen. Tại vì rằng nó là 1337 cơ. À 1237 cơ. Nó là 1237. À đâu, anh Đinh Thị Lê là 1340 chứ. Nó phải là 1230 hoặc là 1240. Anh Kim Phong là đang là vậy thì anh Kim Phong này, anh Kim Phong là 1230 đầu tiên này. Để em nhìn, em đang dò nha anh em. Ờ anh Kim Phong, anh Kim Phong rồi, anh Kim Phong là người đoán chuẩn nhất rồi. Rồi anh Kim Phong. Anh Kim Phong ở bên Facebook là người đoán chuẩn nhất nha. Anh Kim Phong là 1230 nha. 1230 nếu như có ai là 1235. Anh GK cũng là 1230 nhưng anh GK là đoán sau. Anh GK thông cảm nha. Khá đáng tiếc cho anh rồi. Có ai 1235 thì là người đó là người chuẩn nhất đấy. Ai là 1235 không ta? Em đang ngồi em tìm anh em thông cảm nha. Có ai đoán 1235 không? Anh Đức Nguyễn thì là 1240. Ồ, oh, anh Đức Nguyễn 1240 gần hơn nè. Anh Đức Nguyễn 1240 là gần hơn nè. Gần hơn 121. Từ từ, từ từ, từ từ. À, anh Đức Nguyễn đang 1240 nè. Vậy thì 1240 nó sẽ gần hơn là 1230 nha. Có ai đoán 1240 trước anh Đức Nguyễn không ta? Rồi ok, chốt anh 1240 nha, 1240. 1240 là của anh Đức Nguyễn nha. Anh Đức Nguyễn, anh Đức Nguyễn, anh Đức Nguyễn. Anh Đức Nguyễn, anh Đinh Thị Lê là 13 chứ. Anh Đinh Thị Lê là 13 chứ. Anh Đinh Thị Lê là 1340 chứ không phải là 134 chứ không phải là 1240 nha. Gần nhất nha, gần nhất nha. Gần nhất nha. Ok. Vậy thì trong trò chơi này thì anh Đức Nguyễn là người nhận được phần thưởng nha. 100k trong mini game này của em nha. Ok anh em nha. Anh Đinh Thị Lê là 1340 chứ không phải là 1240. Nếu như anh Đinh Thị Lê là 1240 thì anh Đinh Thị Lê thắng trước rồi. Tại vì em đây nè, em là 13237, em đã giao luật từ đầu là không quan trọng là cao hay là thấp, miễn là gần nhất. Mà gần nhất là gì? Cái 140 nó gần hơn. Nó gần hơn 3 vạn. Còn cái 30 nó thua 7 vạn cơ. Ctrl F là ra mà Ctrl F nhưng mà không có ai là 1235 cả. Thì em phải tìm. Em phải tìm từ trên xuống dưới anh em à. 1240 là win anh em nha. Nó phải hiện màu xanh mới được bạn ơi nhá. Là sao anh Di Đạt? À. 1240 win nha. Anh Đức Nguyễn là người win nha. Ok anh em.